Hello, welcome back to my channel. Chào mừng các em đã quay lại với kênh của cô. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải phần C, listening phần nghe của unit 13. Listen and tick all cross. Các em hãy lắng nghe và các em đánh dấu tích hoặc là dấu chéo vào trong các ô nhé. Bây giờ cô mời các em lắng nghe. Trước khi nghe thì các em hãy quan sát. Ở đây có một bạn nam, người to và thấp và một bạn nữ rất là xinh. Có tóc dài, người mảnh mai và cao. Chúng ta cùng nghe nào. Listening. Listen and tick or cross. 1. There's a new boy in my class. His name's Jim. There's a new boy in my class. His name's Jim. Có một bạn trai mới đến trong lớp của mình. Tên của bạn ấy là Jim. What does he look like? He's very big and he has long hair. What does he look like? Cậu ấy trông như thế nào? He's very big and he has long hair. Cậu ấy rất là to, người rất là to lớn và có tóc dài. Bây giờ chúng ta cùng quan sát bạn Jim nhé. Bạn thì người to lớn nhưng mà bạn ấy không có tóc dài nên chúng ta đánh dấu chéo vào đây nhé. Và chúng ta cùng nghe thông tin về bạn gái số 2. Really? 2. What does your new friend look like? What does your new friend look like? Bạn gái, người bạn mới của bạn thì trông như thế nào? She's tall. Does she have long hair? She's tall. Bạn ấy thì cao. Does she have long hair? Bạn ấy có tóc dài không? Yes, she has very long hair. Yes, she has very long hair. Vâng, bạn ấy có tóc rất dài. Vậy thì chúng ta hãy đánh dấu tích vào đây nhé. Bạn gái này cao và có tóc rất dài. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang phần đi, speaking, phần luyện nói. Ask and answer, hỏi và trả lời. Câu số 1, what does your brother look like? Anh trai của bạn thì trông như thế nào? He is, anh ấy rất là cao, phải không nào? Và chúng ta điền từ cao là tall. He is tall. Hoặc các em có thể nói là he is very tall. Thì các em điền very trước từ tall nhé. Câu số 2, what does your sister look like? Chị gái của bạn thì trông như thế nào? She has hair. Ở đây hair là tóc và chị gái có tóc dài. Dài là long. She has long hair. Chị ấy có tóc dài. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong phần C và phần D. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Và hẹn gặp lại các em ở video kế tiếp. Cô sẽ để link ở trong phần bình luận của video này nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.